Chào các bạn, video này mình sẽ giới thiệu về ICO Trader. Các bạn có thể truy cập trực tiếp vào trader.io để truy cập tìm hiểu thêm thông tin về dự án của chúng tôi. Đây là một dự án cung cấp cho tương lai. Trader là một nền tảng phát triển bưu kiện mang tính cách mạng, giúp loại bỏ sự thiếu hiệu quả trong việc phân phối hàng hóa, đồng thời nhằm giảm lượng khí thải carbon của nó. Trader token là một mã thông báo tiện ích có nguồn gốc từ nền tảng Trader. Mã thông báo Close Now Live hiện tại sẽ còn 6 ngày và 19 giờ để các bạn có thể tham gia vào dự án của chúng tôi. Còn lại cho đến khi kết thúc giảm giá. Và đây là video chúng tôi đăng tải trên YouTube giới thiệu về việc tham gia bán mã thông báo. Và các bạn có thể để lại địa chỉ email của mình ngay tại đây thì chúng tôi sẽ gửi những cập nhật mới nhất trong về việc mã thông báo đến các bạn. Tiếp theo thì các bạn có thể thấy với vòng đầu thì đã kết thúc được hoàn thành 100%, bán riêng tư kết thúc với 100%. Việc bán mã thông báo thì hiện tại đang được đạt được 39%, trong đó 25% tiền thưởng và 15% tiền thưởng ạ. Mũ mềm là 50 mê, mũ cứng là 25 mê. Và hiện tại trader ở đây làm thế ở đây để tạo sự khác biệt. Trader được tạo ra để ứng dụng đầu nhu cầu của doanh nghiệp thương mại điện tử hiện đại và người tiêu dùng trong mong đợi được giao hàng cá nhân hóa, liền mạch, nhanh chóng, giá cả phải chăng và an toàn cho các giao dịch trực tuyến của họ. Trader cũng đề cập đến sự thiếu hiệu quả, tắc nghẽn trong hiện tại thị trường, cho phép các công ty cần và giao thông tận dụng tốt hơn công suất dự phòng. Ứng dụng Trader tạo trao được quyền cho người mua sắm trực tuyến và doanh nghiệp kiểm soát hoàn toàn ứng dụng vận cầu của chuyển của họ và đạt được thỏa thuận tốt nhất thông qua công cụ so sánh đánh giá tích hợp sẵn của chúng tôi. Người mua sắm trực tuyến sẽ có thể cá nhân hóa hồ sơ của mình với tùy chọn phân phối và thực hiện các cài đặt dựa trên cửa hàng trực tuyến để sắp xếp giao dịch mua lại tại thời điểm và vị trí thuận tiện nhất với thời gian thực, tính năng theo dõi. Dặm cuối cùng, công nghệ blockchain phân cấp hợp đồng thông minh Trader Token TRW là cốt lõi cho nền tảng quản lý và phân phối Trader, mang lại lợi ích cho cả người tiêu dùng và người giao hàng từ các thỏa thuận minh bạch để chỉ đạo các thanh khoản ngay lập tức. Cảm ơn các bạn đã tham gia vào cuộc hành trình này của chúng tôi. Nó sẽ là một chuyến đi khá. Và đây là các trang thông tin đã đưa tin về ICO của chúng tôi, như là CoinSpeaker, Bitcoinization, FinTech, Fiancy, v.v. Và đây là video chúng tôi giới thiệu về mô hình Trader được đăng tải trên YouTube. Các bạn có thể kích vào để xem và theo yêu cầu của giao hàng và hàng theo dõi dặm cuối cùng theo thời gian thực. An ninh minh bạch, đây là các tính năng đấy ạ. Tính năng thứ hai, an ninh minh bạch, sử dụng hợp đồng blockchain và thông minh. Thứ ba, tầm nhìn tăng trưởng thương mại điện tử mở rộng nhanh chóng. Thứ tư, trình điều khiển chuyên nghiệp, đảm bảo trải nghiệm không lặp sự cố. Thứ năm, xem xét chuyên nghiệp và ngang hàng. Thứ bảy, tạo tác động môi trường, giảm CO2. Trader cũng dành cho thương mại điện tử, Trader sẽ là lựa chọn tốt nhất, được ưa thích cho người tiêu dùng trực tuyến để nhận được hiệu quả của các giao dịch mua của họ với toàn quyền kiểm soát và theo dõi thông qua ứng dụng của chúng tôi. Đây là video về Trader dành cho thương mại điện tử ạ. Tiếp theo về việc đọc báo cáo chính thức, Trader là một nền tảng phát triển phát nhanh bưu kiện được xây dựng bằng công nghệ blockchain, bằng các hợp đồng thông minh an toàn sẽ được hoàn thành bằng cách sử dụng các thẻ TRW của Trader. Các bạn hãy để lại địa chỉ email của mình tại đây và tải xuống bản báo cáo chính thức của chúng tôi. Về Trader, thẻ thông báo Trader blockchain, an ninh và minh bạch với hợp đồng thông minh. Lợi thế của chúng tôi với các giải pháp mà CEP truyền thống. Thứ nhất, shipper có quyền kiểm soát tốt hơn với các sản phẩm của họ để giao hàng. Sự đa dạng của cung cấp hậu cần đảm bảo giá cả cạnh tranh. Cải thiện hiệu quả phân bổ nguồn lực. CRM tùy chọn và cá nhân hóa khách hàng. Đăng ký một lần vận chuyển và nhận hàng. Tăng cường trách nhiệm, truyền tải an toàn hơn và ít mất hơn. Theo dõi trực tiếp GPS và giao trực tiếp dạng cuối cùng. Các lô hàng sẽ được bảo hiểm 100% thông qua các đối tác bảo hiểm của chúng tôi. Hỗ trợ khách hàng thông qua điện thoại 7 ngày trong tuần và trò chuyện trực tiếp. Hệ thống của chúng không cần giấy tờ, sử dụng Bitpack, TM, thân thiện với môi trường. Thuê cho bạn và cho mọi người, tôi và bạn. Trader cho hình thức chuyên nghiệp thì kiếm thêm tiền bằng cách lấy chiếc xe tải trống của bạn, tìm các xe tải bán sẵn có thông qua các ứng dụng di động của chúng tôi. Và các bạn hãy tải xuống bản ứng dụng Trader sẽ có sớm có sẵn để tải xuống trong cửa hàng Apple
và cửa hàng Google Play với hai hệ điều hành iOS và Android cho điện thoại di động. Về lộ trình phát triển của dự án thì chúng tôi vào năm 2016 chúng tôi đã được thành lập ở Na Uy và phát triển cho đến hiện tại thì khai trương hoạt động Trigger tại Skydivania dựa trên công nghệ hiện đại tháng 10 năm 2018 thì sẽ nền tảng kỹ thuật phát triển đầy đủ. Chúng tôi sẽ có các kế hoạch phát triển cho tận năm 2019 sẽ triển khai hoạt động tại Vương quốc Anh, Tây Ban Nha, Đức và các thị trường quan trọng của Đông Nam Á. Sang năm 2020 thì dịch vụ mở rộng dịch vụ ví dụ như là vận chuyển nhân viên, giao hàng thực phẩm, vận chuyển đường dài. Sang năm 2021 thì trí tuệ nhân tạo sẽ được tích hợp đầy đủ như một phần của nền tảng công nghệ. Sau năm 2023 thì drone tự lái xe, xe tự lái, robotics sẽ được tích hợp như một phần của dịch vụ phân phối tổng thể của Chiver. Để được cập nhật hỗ trợ, hãy tham gia vào cộng đồng của chúng tôi ngay bằng cách kích tại đây để tham gia với chúng tôi trên Telegram. Và việc bán hàng Chiver token thì việc phân phối trong đó chúng tôi dành 30,5% cho Distributed ICO, 14,89% cho Pre-ICO, 2% cho Private Investor, 8% cho Marketing Party, 5% Bonus Development, 5,3% Marketing, 4,5% cho Pháp lý và Quản lý, 5% Technical, 17,8% Founder and Team đội ngũ. Về việc bán mã thông báo thì các bạn từ ngày 1 tháng 6 năm 2018 với giá bán 0,08 đô cho một mã thông báo TRW với tiền thưởng có từ 15 đến 25% và mua với phần tròn là 25 MEDO. Hãy tham gia bán mã thông báo của chúng tôi bằng cách tại đây. Lý do đáng để tham gia, chính đáng để tham gia với đám đông của Trigger Token. Thứ nhất, Trigger Token là một công ty có với một mã sản phẩm hoạt động ứng dụng thương mại của thông báo tiện ích TRW hoạt động trong một thị trường mở rộng được thúc đẩy bởi thương mại tiền điện tử tập hợp cho khách hàng với lợi ích và nhà cung cấp đối tác rõ ràng phát triển kinh doanh tích cực để hỗ trợ lấy mã thông báo. Mô hình kinh doanh phát triển sẽ được xem xét ngang hàng tuân thủ quy định bảo vệ và dữ liệu chung nhằm giảm phát thải môi trường. Đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm thì những người đứng sau Trevor và Token thì đây là các thành viên trong đội ngũ phát triển của chúng tôi. Còn đây là các thành viên trong đội cố vấn. Chúng tôi tự hào thông báo rằng chúng tôi đang làm việc rất chặt chẽ với các chuyên gia hàng đầu trong ngành, những người sẵn sàng thực hiện các mục tiêu đầy tham vọng của Chiver. Tiếp theo thì các bạn hãy có thể để lại địa chỉ của mình tại đây. Chúng tôi sẽ gửi những cập nhật mới nhất về mã thông báo cũng như về sự phát triển của dự án Chiver đến các bạn. Hiện tại video của mình đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.